Chào các bác và anh em. Sau hơn một tiếng di chuyển từ Hà Nội thì anh em bên thế giới âm thanh số chúng em đang có mặt ở được trục Bắc Nam hướng Cầu Hiệp sang Thái Bình để thi công lắp đặt một bộ dàn cho anh Cương. Theo định vị thì chắc khoảng tầm độ 10 cây nữa chúng em sẽ có mặt ở nhà anh Cương. Sau khi có mặt ở nhà anh Cương thì các bác và anh em sẽ được khám phá ngôi nhà của anh Cương và được trải nghiệm cái chất âm thực tế của bộ dàn karaoke khi được phối ghép với nhau và được đánh trong không gian nhà anh Cương. Mời các bác và anh em nhé. Vâng, chúng em đã hướng dẫn chú Cương cách sử dụng con vang KM360. Chúng em vừa đấu nối xong thiết bị. Chú ấn vào đấy xong chú vặn đi. Chú vặn tiếp đi. Vâng. Chú vặn. Chú vặn tiếp. Đấy, xong chú ấn vào. Chú ấn vào. Vâng. Thế nó kết nối với TV rồi. Bây giờ chú chỉ cần bật bài hát lên. Bây giờ cháu bật bài hát lên là được. Sau đây mời các bác và anh em cùng thưởng thức cái chất âm của bộ dàn ạ. Đấy, chú tăng âm lượng lên. Không, hai kênh đấy là chú cứ để 50-50 thôi. Chú tăng cái đấy lên. Vâng. Chú tăng nữa lên. Thôi, chú cứ tăng thế thôi. Đây, chú ra đây cháu hướng dẫn chú dùng qua cái điều khiển từ xa này. Thì điều khiển từ xa này nó tích hợp các chế độ hát karaoke đây. Từ 1, 2, 4, 5, 6. Khi mà cháu đang kể chế độ 3 là thường thường các bác khách hát là echo với reverb nó vừa. Còn chú muốn ấy thì chú muốn nhiều thêm thì chú chuyển sang 4, 5, 6 hoặc chú sẽ tăng ở kia. Cháu đang để là hình như là nó là có 4 mấy rồi. Còn đây là các cổng vào, AUX1, AUX2 thì chú cháu mình không dùng đến. AUX1, AUX2 là dùng cổng hoa sen của Optical là cổng quang. Đây là cổng Bluetooth. Còn đây là âm lượng của nhạc này. Music cộng và music trừ. Đây nhá, music cộng cháu cho to này. Còn đây là giảm này. Còn đây là âm lượng của mic này. Cộng là to này, trừ là bé này. Đây là effect này. Thế rồi. Giảm. Sau khi nghe thử một bài nhạc thì chú Cương có thể cho cháu cái đánh giá về cái chất âm của cái bộ dàn ạ. Được. Vâng. Xứng đáng với này cái số tiền mình bỏ ra. Vâng vâng. Thế so với cái bộ dàn của chú thì chú thấy thế nào? Hay. Bộ này hay đúng không? Nó vừa tiền đúng không? Giống như tiền của mình. Vâng vâng. Lúc nào mà chú có thời gian thì có thể qua 133 Trường Lâm. Chú cháu mình giao lưu hát hò vài bài nước. Rồi thay mặt mình rất nhiều. Chú và gia đình mạnh khỏe và ca hát vui vẻ trên cái bộ dàn này. Xin cảm ơn công ty. Dạ vâng vâng, thì là cái hàng này chú được bảo hành 1 năm. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì bên cháu sẽ hỗ trợ. Cảm ơn chú ạ.